Rồi, chào anh em nha. Lên tiếp cho anh em cục máy cúp 100 là điện Nhật về. Tình trạng máy nguyên zin siêu đẹp, đầu nồi chưa rớt, máy bao sóng bao nổ cho anh em. Cái máy này anh bán cho anh em giá 11 triệu nha. Đó, chỉ cục máy như hình, ngoài ra không có gì thêm. Đây. Qua lăng âm điện à, mới chát. Dây chui là nguyên zin ha, không đứt không cắt ha. Đó. Qua lăng nè. Mới tinh. Cốt nhông tải nè, thắng băng ha, đầu nồi nguyên zin chưa thấy dấu đụng chạm gì hết nha, lòng sơn zin, màu đẹp, chỉ cục máy như hình ha, mình bán thì giá là 11 triệu cho cục máy này, con này đầu em 17 nha nè, anh em về sàn độ qua rim thái, tem lửa này kia là hết bài. Không còn gì để bàn cãi. Máy đẹp ha. Không nứt bể gì hết nha anh em. Siêu đẹp luôn. Nòng HM nè, anh em thấy không? Nòng HM. Đó, nòng HM. HM là nòng của Honda Nhật Bản nha, còn nòng TH là của Honda Thái Lan nha anh em. Rồi cái máy này bán giá 11 triệu ha. Anh em xài luôn mình.